tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc đang dần có chuyển biến phức tạp hơn, khi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh nước này đã xác nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do nhiễm virus corona mới COVID-19. Theo tờ Yonhap đưa tin, vào ngày 20 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc đã chính thức xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus corona mới COVID-19 tại nước này. Ngoài ra, tính đến 9 giờ sáng theo giờ địa phương cùng ngày, đã có thêm 22 bệnh nhân được xác nhận dương tính với COVID-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở Hàn Quốc lên đến 104 trường hợp. Trong số đó, một bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm phổi tại huyện Gyeongju ở tỉnh Bắc Gyeongsang đã tử vong. Số các ca nhiễm tại Hàn Quốc ghi nhận sự tăng mạnh trong tuần này, và đáng chú ý trong số đó là 30 người đến từ Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam. 23 người trong nhóm này được xác định có liên hệ với bệnh nhân thứ 31 của Hàn Quốc, trường hợp được nhận định là siêu lây nhiễm. Đó là một người phụ nữ 66 tuổi sống tại Daegu, phát triệu chứng từ ngày 10 tháng 2 và được chẩn đoán nhiễm COVID-19 vào ngày 18 tháng 2. Các bệnh nhân bị lây nhiễm hầu hết đều từng đến một nhà thờ tại Daegu, nhà thờ Thiên Chúa Sinkeomji nơi bệnh nhân siêu lây nhiễm, ghé đến vào ngày 31 tháng 1 hiện đã phải đóng cửa, sau khi 10 nhân viên được xác nhận dương tính với virus COVID-19. Báo chí địa phương cho biết có khoảng 1.000 người đã tham gia buổi lễ tại nhà thờ. Video liên quy ONKCDC cho biết, tính đến thời điểm sáng ngày 20 tháng 2 đã có thêm 1.633 người được đưa vào diện cách ly, tăng đáng kể so với hơn 1.100 trường hợp trước đó một ngày. Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện chẩn đoán COVID-19 cho hơn 12.000 người kể từ mùng 3 tháng 1 năm 2020, trong đó 10.446 trường hợp âm tính. 16 bệnh nhân đã được rời khỏi khu cách ly sau khi hồi phục hoàn toàn. Chính phủ Hàn Quốc hiện cũng đã cho phép xét nghiệm bất kỳ trường hợp nào xuất hiện triệu chứng, bất kể lịch sử chưa từng đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Các y bác sĩ cũng được phép thực hiện cưỡng chế xét nghiệm nếu họ nhận thấy một người có nguy cơ nhiễm. Hàn Quốc có khả năng thực hiện 5.000 lần xét nghiệm mỗi ngày, nhưng con số có thể tăng đến 10.000 vào cuối tháng này. Nguồn SBS, Yonhap theo trang trên trí thức trẻ Let's J Blog Us.